đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Lời bác dạy báo chí cách mạng Việt Nam. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 20 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc họp sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Võ Chí Trung chủ trì cuộc họp. 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội của thành phố đạt được kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra, có sự tập trung cao để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Cụ thể, tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đạt 456,589 tỷ đồng, đạt 78,2 6% so với dự toán tỉnh và thành phố giao, đạt 98,26% so với cùng kỳ 264,692 tỷ đồng. Lượng khách đến địa phương được hơn 3,8 triệu lượt khách so với cùng kỳ tăng 9,38%, tương đương tăng 330.000 lượt khách. So với kế hoạch năm 77%, tỷ lệ lượt khách lưu trú so lượt khách tham quan ước thực hiện 541.500 lượt khách, so với lượt khách tham quan đạt 14,06%, tình hình giá cả được bình ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán nhộn nhịp sôi động, công tác an sinh xã hội thực hiện hiệu quả, đảm bảo người dân thành phố vui xuân đón Tết vui tươi an toàn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững các công trình dự án với quy mô lớn của trung ương tỉnh với tính chất kết nối hạ tầng giao thông liên dùng, liên quyện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như cầu Châu Đốc, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang khẩn trương thực hiện, tạo ra cơ hội phát triển mới cho thành phố. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết số 02 NQ trên Tây của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với sự phát triển của thành phố Châu Đốc là tiền đề để Châu Đốc đề ra các giải pháp triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, đảm bảo tính khả thi đồng bộ, phù hợp với khả năng thực hiện, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Phát biểu kết luận tại cuộc họp Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Chí Trung ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Thì uh, thứ nhất ấy, là đề nghị đồng chí cũng tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để tập trung triển khai thực hiện đạt thành tựu các cái mục tiêu, chỉ tiêu cũng như là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội à, từ đây đến cuối năm. Thứ hai là về cái công tác chống thất thu, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm thì tiếp tục tập trung tổ chức thành công các cái sự kiện văn hóa lịch sử à, trong thời gian tới tiếp tục triển khai những có hiệu quả các cái tiết sách hỗ trợ sử. một chương trình một thi quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như là các cái chính sách hỗ trợ khác của trung ương của tỉnh huy động tối đa các cái nguồn lực của xã hội để duy trì mà không để phát sinh hộ nghèo hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn thành phố à, đối với cái cái, cái tiền chí về bảo hiểm y tế thì chúng ta cũng cũng rất là quan tâm cái này do đó thì bảo hiểm xã hội thành phố làm ra soát triển khai thực hiện các cái giải pháp để nhằm đảm bảo đạt cái chỉ tiêu mà chúng ta đã đặt ra từ đầu năm ở dưới phòng giáo dục thì từ đây đến cuối năm cũng không biết thẩm trương thực hiện uh, công tác sửa chữa khác cái phòng uh, học trong hè để tiến được số cái công tác so tâm tình với về công tác quy hoạch quản lý quy hoạch và thập thửa đô thị thì ở đây cũng đề nghị phòng uh, quản lý đô thị tỉnh tây phối hợp các đơn vị có liên quan không biết trực tiếp không trung đẩy nhanh thực hiện các cái quy hoạch cũng như là điều chỉnh các cái quy hoạch cho phù hợp rồi từ đó làm cái cơ sở để chúng ta quản lý thực hiện cái quy hoạch cũng như là quản lý uh, tốt cái công tác uh, cập tự xây dựng trên địa bàn thành phố quản lý nhà nước đó, thì uh, đối với ông Văn Vũ thì ông chí cũng uh, tiếp tục tham mưu cho ủy ban tỉnh trình cấp thẩm quyền để thực hiện cái trình tự thủ tục mở rộng địa giới hành chính thứ hai là cũng uh, thực hiện cái đề án tích cái thành lập phường Nguyễn Châu ngành ừ. tế thì cái này à, xong chỉ đang lấy ý ký, thì à, trong thời gian tới các hình sĩ tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân thành phố để thực hiện các cái bước tiếp theo thứ ba là tổ chức triển khai thực hiện phân công bố trí cán bộ và không chức viên chức theo cái đúng đề án để làm mà đã được phê duyệt về để công uh, tác uh, cải cách uh, hành chính nâng cao các phương tỷ số thì chúng ta có nhiều rất nhiều tỷ số nhưng mà chúng ta chủ ý quan tâm tới hai cái tỷ số một là cái như cái điều rồi thì điện BCI hai là cái chỉ uh, số mà đo là cái uh, đo lường mức độ dịch vụ người dân và doanh nghiệp công để thực hiện cái thủ uh, tục nghiệp uh, vụ mình khí công trên môi trường thực tế những cái nghiệp sư cuối cùng bộ tạo hoàn thành uh, thắng lợi cái kế hoạch cho phát triển kinh tế xã hội năm Ngày 20 tháng 6, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức Đại hội phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024. Đến dự có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc, đồng chí Quỳnh Chí Quanh, Trưởng ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Những năm qua, phong trào thi đua Cụ chiến binh gương mẫu trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã tạo động lực cho hội viên phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau dương lên làm giàu chính đáng. Để hỗ trợ nguồn vốn cho cụ chiến binh phát triển kinh tế, hội đã phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội giới thiệu cho 230 hội viên được dây vốn từ các chương trình tổng dư nợ hơn 5 tỷ đồng, xây dựng quỹ tăng gia sản xuất được số tiền 340 triệu đồng qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân như hủ gạo tình thương xây nhà nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh quản lý những tuyến đường luôn sáng xanh sạch đẹp câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường tổ nắm tin và tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư tặng thẻ bảo hiểm y tế tặng sách vở con em của chiến binh tiếp bước đến trường, của chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, của chiến binh nêu gương sáng hiến kế hiến công làm đường nông thôn, chuyến xe cứu thương không đồng đưa người bệnh đi cấp cứu không kể ngày hay đêm hiểm nguy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành quỹ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Cao Xuân Bá đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029 gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên hội viên phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Để mạnh thực hiện phong trào của chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, phát triển sâu rộng ở các cấp hội, phát huy mọi tiềm năng, quy động mọi nguồn lực để giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, tăng cường công tác xây dựng các tổ chức hội vững mạnh. Nhân dịp này, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã khen thưởng cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Ngày 20 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp quỹ chỉ huy và các tổ chức quần chúng đối với công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước về thi đua yêu nước động viên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố phát huy tinh thần yêu nước ý thức tự lực tự cường năng động sáng tạo khắc phục khó khăn ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 đợt thi đua đột kích với chủ đề học tập và làm theo bác thi đua dành ba nhất được đảng ủy ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc phát động với ba nội dung chỉ tiêu chủ yếu đó là nhận thức tư tưởng tốt nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất Thời gian phát động thi đua từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024. Phát biểu tại lễ phát động, thượng tá Trần Văn Thào, phó bí thư đảng ủy, chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc đề nghị các quỹ, chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc vị trí ý nghĩa của đợt thi đua. Trên cơ sở đó giáo dục xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cho cán bộ chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nội dung và mục tiêu thi đua đề ra, coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác. Giới thiệu nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả đợt thi đua trên truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang thành phố. Ngày 20 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Chấp Phú A phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ra mắt điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại phường Chấp Phú A. Việc ra mắt điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại phường Châu Phúc A nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6. Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho Phú A Nguyễn Đức Thành đề nghị các ngành đoàn thể, các trường học, các khóm chung sức tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính phủ, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác phòng chống ma túy, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, đa dạng hóa các hình thức biện pháp tuyên truyền đến từng hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư các trường học trên địa bàn. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy, thực hiện rà soát thống kê phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, khai thác tối đa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy địa bàn phát động phong trào toàn dân phát hiện tố giác tội phạm, vận động đối tượng nghiện và gia đình có người nghiện tự khai báo, thực hiện tốt công tác cai nghiện, quan tâm giải quyết các vấn đề sau cai nghiện, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn tạo việc làm, xóa so đói giảm nghèo để giúp các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng thực hiện có hiệu quả năm không không thử không giữ không dùng không buôn bán vận chuyển và không tàn trữ trái phép ma túy và bốn có có ý thức cảnh giác phòng ngừa ma túy có quyết tâm quản lý giáo dục chữa trị cho bản thân và con em nghiện ma túy có tinh thần phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy có tình thương và lòng vị tha đối với người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng kết thúc buổi lễ các đồng chí lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội thành phố và phường châu phú a đã cùng nhau các băng khánh thành bản hiệu điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn phường châu phú a những năm qua, mặt trận Tổ quốc xã Dĩnh Tế cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển công tác dân vận tại cơ sở, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp cùng công an xã đã làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn, thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm hướng dẫn người dân cách sử dụng thiết bị chữa cháy và trang bị cho người dân kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại gia đình. Ngoài ra, công an xã còn thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy, máy bơm nước để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, mặt trận Tổ quốc xã đã vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân cùng lực lượng công an tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm tệ nạn xã hội, góp phần gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương. Từ công tác dân vận của mặt trận và các tổ chức thành viên đã xuất hiện nhiều mô hình hay trên các lĩnh vực nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua đó phát huy vai trò của mặt trận là cầu nói giữa dân với đảng củng cố niềm tin trong nhân dân góp sức cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội bằng nhiều hình thức như sinh hoạt tổ nhóm dẫn động hội viên phụ nữ tham gia vào các mô hình tổ nhóm của hội tăng cường công tác an sinh xã hội giúp đỡ phụ nữ yếu thế trong thời gian qua với cách làm linh hoạt sáng tạo hội liên hiệp phụ nữ phường vĩnh quân đã xây dựng nhiều mô hình hay cách làm thiết thực hiệu quả tập hợp nhiều hội viên phụ nữ tham gia điển hình trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng phường dân minh đô thị hội liên hiệp phụ nữ phường đã duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình ống heo tiết kiệm, mô hình tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế, mô hình tổ phụ nữ giữ gìn an ninh biên giới, mô hình trồng hoa tại khuôn viên trường mẫu giáo Anh Đào, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa xã hội, thi đua dân vận khéo cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai tích cực. Hội đã thành lập và duy trì hoạt động các mô hình như phụ nữ năm không ba sạch, năm có ba sạch, tổ phụ nữ thực hiện tuyến đường không rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ nước thải ra đường, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, các mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai các mô hình như tổ phụ nữ giữ gìn an ninh biên giới, tổ phụ nữ không tham gia đánh số đề, mô hình cha mẹ nuôi dạy con tốt, duy trì hoạt động địa chỉ tin cậy tại cộng đồng phường. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chủ động phối hợp hỗ trợ các hội viên phụ nữ nghèo cận nghèo thoát nghèo bền vững bằng nhiều hình thức như hỗ trợ giống dây, học nghề xây nhà với nhiều mô hình, cách làm thiết thực và hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng thời gian qua người cao tuổi trên địa bàn xã dĩnh tế không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào hoạt động của địa phương mà còn hăng say tích cực trên mặt trận lao động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế nhiều người cao tuổi trở thành gương sáng cho con cháu noi theo giới vương chầm còn sức khỏe còn lao động các cụ đã gương mẫu tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mạnh dạng đầu tư kinh doanh xây dựng và phát triển các ngành nghề tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương động viên con cháu tích cực khởi nghiệp tạo việc làm tăng thu nhập Phong trào tuổi cao gương sáng được hội người cao tuổi xã lòng ghép với việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong đó, mỗi hội viên là cây cao bóng cả làm gương trong dạy bảo con cháu chăm ngoan học giỏi, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng xã hội, góp công góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với vai trò là cầu nói tuyên truyền những chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, những năm qua, truyền thanh cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã làm tốt sứ mệnh truyền tải thông tin trên các lĩnh vực đời sống xã hội đến với người dân kịp thời nhanh chóng và chính xác, trở thành kênh thông tin chính thống quan trọng của địa phương. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố đã tập trung bám sát chỉ đạo của cấp trên, nắm bắt thông tin sản xuất nhiều tin bài phóng sự chất lượng, phản ánh sát thực tình hình kinh tế xã hội của địa phương, các mô hình hay cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Đặc biệt những chương trình phát thanh của thành phố sẽ được cập nhật kịp thời trên loa truyền thanh cơ sở để người dân nắm được thông tin cần thiết. Trường Thanh Cơ Sở đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để người dân tiếp cận được các nguồn thông tin chính thống, nhanh chóng, hiệu quả, giới độ phủ sóng rộng khắp, giúp người nghe nhận thức đúng đắn về chính sách của đảng và nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của thành phố. Cùng với Internet, hiện nay mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ và có sức hấp dẫn lớn với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội nhanh nhạy nắm bắt xu thế đó để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bên cạnh việc không ngừng đổi mới sáng tạo trong sản xuất, phát sóng các chương trình, phát huy mạng xã hội như Facebook, YouTube để đưa thông tin đến khán thính giả một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, các nội dung đài đăng tải lên mạng xã hội được chọn lọc kỹ càng cập nhật nhanh nhạy chính xác đã thu hút đông đảo người xem người theo dõi và chia sẻ các nền tảng mạng xã hội đã và đang hỗ trợ đắc lực là cánh tay nói dài với khán thính giả trong toàn thành phố qua đó đưa các kênh truyền thông cơ sở ngày càng đa dạng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần cùng với các cấp các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của thành phố đề ra và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người còn là nhà báo lớn, một cây bút xuất sắc, người đã khai sinh và đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học cách viết báo và làm báo để phục vụ cho mục đích cao cả của người và cũng là của cả dân tộc Việt Nam, đó là khơi dậy lòng yêu nước, giác ngộ quần chúng lao động đi theo con đường cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây dựng đất nước độc lập tự do, ấm no hạnh phúc. Ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập báo Thanh niên cơ quan của Tổ chức Thanh niên Cách mạng Việt Nam. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trực tiếp chỉ đạo và là cây bút chính. Sự kiện lịch sử này đặt dấu mốc khởi nguồn cho sự ra đời không ngừng phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Theo tài liệu nghiên cứu, từ năm 1919 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết khoảng 2.000 bài báo bằng nhiều thể loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký với khoảng trên 170 bút danh khác nhau, viết bằng nhiều thứ tiếng. Bác Hồ cũng là người sáng lập ra chính tờ báo ở cả trong và ngoài nước, tham gia cộng tác với nhiều tờ báo tạp chí danh tiếng trên thế giới, nhất là ở những nước mà người hoạt động như Nga, Pháp, Trung Quốc. Không chỉ là một cây bút xuất sắc, Bác Hồ còn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo những người làm báo cách mạng Việt Nam bằng những bài viết bài nói của mình, người tạo nên một phong cách báo chí Hồ Chí Minh người để lại cho chúng ta những tư tưởng quan điểm toàn diện sâu sắc về vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tính chất của báo chí cách mạng, về nghĩa vụ trách nhiệm của người làm báo, về đạo đức người làm báo và phong cách làm báo viết báo. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của người làm báo, nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi, nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư. Phát biểu tại đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam năm 1959, bác căn dặn các nhà báo, trước khi đặt bút xuống trang giấy, người viết cần tự mình thật sáng tỏ, ta viết cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào. Vì vậy, đối với người làm báo, đạo đức và năng lực là yêu cầu không thể thiếu để báo chí xứng đáng với vai trò vị trí quan trọng trong công cuộc cách mạng chung của đất nước. Cùng với quá trình lịch sử giải gian của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ làm báo tỉnh An Giang đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt hơn 9 thập kỷ qua và có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt, mọi giai đoạn của cách mạng, báo An Giang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc. Đó là tinh thần chiến đấu và phẩm chất tiên phong luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết bảo vệ công lý và lẽ phải. Luôn đổi mới sáng tạo, phát hiện cái mới, cố gắng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tác nghiệp trên tất cả các loại hình báo chí, sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến hiện đại kế thừa và phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo của tỉnh tiếp tục sự nghiệp đổi mới, tích cực sáng tạo tác phẩm báo chí, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp tích cực trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội báo chí của tỉnh an giang đóng vai trò trụ cột quan trọng trong thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động của tỉnh đồng thời cũng là cầu nối giữa đảng bộ và nhân dân kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng những khó khăn vướng mắt của người dân để cấp ủy chính quyền xem xét tháo gỡ các cơ quan báo chí của tỉnh có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phê phán đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội, góp phần dự báo, đón đầu các sự kiện và xu thế phát triển của xã hội. Ghi nhớ lời bác dạy, 99 năm qua, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh An Giang luôn giữ tâm sáng lòng trong bút sắc, dù ở thời kỳ nào, các nhà báo vẫn luôn rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đối với công chúng, thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Hoạt động tiếp sức mùa thi trên địa bàn tỉnh An Giang nhiều năm qua đã đi vào nền nếp và luôn đạt được nhiều kết quả tốt, tạo được sức lan tỏa, xây dựng được hình ảnh đẹp và niềm tin trong phụ huynh và học sinh. Năm 2023, tỉnh An Giang có 46 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hoạt động tiếp sức mùa thi được phát động với nhiều hình thức phong phú nhằm hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Theo Ban Thường vụ tỉnh đoàn An Giang, khởi động chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, các huyện thị thành đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 46 buổi tập quấn cho các đội hình tình nguyện với sự tham gia của 1.193 tình nguyện viên, trong đó có hơn 1.500 học sinh thuộc đội hình tình nguyện qua phượng đỏ của 49 điểm trường trung học phổ thông tham gia các đoàn viên thanh niên ở các xã phường, thị trấn hỗ trợ của 49 điểm trường trung học phổ thông tham gia và các đoàn viên thanh niên của các xã phường thị trấn hỗ trợ các đoàn trường trung học phổ thông phối hợp với các cơ sở đoàn tại địa phương vận động hỗ trợ chương trình 3.866 suất ăn sáng, 3.046 ăn trưa, 46.260 chai nước, 920 hộp sữa, 2.371 khăn lạnh, 3.798 đồ dùng học tập hỗ trợ bao gồm 678 át lát, 104 máy tính, 1.583 bút chì, 793 áo mưa, 640 cục tẩy trị giá gần 350 triệu đồng. Tiếp nối truyền thống hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2024 được định hướng triển khai đảm bảo 3 liên kết. Liên kết địa bàn, liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng. Cụ thể, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh đoàn An Giang tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho chương trình tiếp sức mùa thi đến tất cả các thí sinh dự thi, ưu tiên truyền thông qua mạng xã hội cụ thể giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các video ôn tập luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên các fanpage của đoàn tổ chức các chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp tư vấn tuyển sinh trực tiếp kết hợp trực tuyến trên các kênh truyền thông online với các nội dung trọng tâm hỗ trợ tâm lý công tác tuyển sinh dinh dưỡng mùa thi nội dung ôn luyện bí quyết ôn thi trung học phổ thông đạt điểm cao tư vấn về các kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học, đồng thời chủ động tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng cho đội hình tình nguyện, số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024, ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các trường đại học cao đẳng ra soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn sức khỏe của thí sinh song song đó triển khai các điểm giữ đồ miễn phí cho thí sinh và các hoạt động hỗ trợ cơm nước uống miễn phí cho thí sinh phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các quyện thị thành đoàn trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin, nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh tại địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đoàn trường trung học phổ thông chủ động ra soát, tổng hợp danh sách nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân quyện thị thành phố có phương án hỗ trợ hợp lý, đảm bảo không để trên địa phương mình có thí sinh không thể dự thi do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Công tác tiếp sức mùa thi qua các năm đều có sự thay đổi linh động, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm mang đến những gì tốt nhất cho thí sinh khi bước chân vào hành trình dược vũ môn. Năm nay, đội hình tiếp sức mùa thi của chúng tôi bao gồm 35 thành viên. Các bạn sẽ hỗ trợ những hoạt động thiết thực như hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khi cần thiết, hỗ trợ đưa thí sinh vào phòng thi, các thí sinh quên mang giấy tờ, đưa đón các thí sinh khi được đề xuất trong các tình huống phát sinh. Cũng theo Anh Quốc, mỗi năm, đoàn trường cố gắng thực hiện một mô hình mới trong tiếp sức mùa thi. Mùa thi năm nay, đoàn trường ra mắt chuyên mục kể cho tôi nghe. Đó là các bài đăng trên trang fanpage tiếp sức mùa thi của trường với nhiều chủ đề như chương trình radio, phỏng vấn người nổi tiếng, tin tức, truyện đọc, truyền cảm hứng. Các bạn học sinh sinh viên có thể tìm kiếm và lựa chọn chủ đề phù hợp với sở thích để nghe, thư giãn sau quá trình ôn tập căng thẳng. Cùng với đó là mô hình chatbot tư vấn mùa thi ra mắt trong mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Đây là hệ thống trả lời tự động kết hợp trả lời trực tiếp thông qua phần mềm tin nhắn giải đáp các vấn đề mà sinh viên gặp phải trong quá trình ôn tập hoặc thi cử. Bên cạnh đó, chatbot tư vấn mùa thi còn có các chế độ tư vấn ôn tập, tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, tra cứu thông tin giúp sinh viên có thêm nhiều thông tin hữu ích trước kỳ thi quan trọng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đang đến gần với những hoạt động tiếp sức thiết thực giúp các sĩ tử thật bình tĩnh, tự tin. Thưa quý vị và các bạn, bổ sung vitamin A được coi là giải pháp thiết thực có ý nghĩa và bình dẫn trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm dốc và thể lực cho trẻ em. Việc uống bổ sung vitamin A mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, Chiến dịch đợt 1 năm 2024 trên địa bàn xã Dĩnh Tế có khoảng 368 trẻ từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A. Cho trẻ uống vitamin A là một trong những việc làm hết sức cần thiết. Uống vitamin A không chỉ giúp cho mắt trẻ luôn khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch, cải thiện tình trạng dinh dưỡng mà còn tránh được tình trạng kém ăn chậm lớn, suy dinh dưỡng. Vitamin A là một loại vi chất cần thiết cho sự phát triển và tăng cường sự miễn dịch của trẻ nhỏ. Trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ, vi chất vitamin A cũng được hấp thu vào cơ thể của trẻ nhưng chưa đầy đủ, vì vậy cần bổ sung thêm. Nếu thiếu vitamin A sẽ gây hiện tượng quán gà, trẻ sẽ không nhìn thấy rõ trong điều kiện ánh sáng yếu như trời vừa sáng hoặc trời vừa sắp tối. Nếu nặng sẽ gây tổn thương giác mạc mắt gây mù lòa vĩnh viễn. Ngoài ra trẻ em còn bị chậm phát triển về thể chất, kém hấp thu những chất dinh dưỡng ở trong ruột và rất dễ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn, nhất là bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa vì thiếu sự bảo vệ do thiếu vitamin A. Chiến dịch uống bổ sung vitamin A đợt này, xã Dĩnh Tế đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình đưa trẻ đến điểm uống. Trước đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của vi chất dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ, thực hành dinh dưỡng khoa học để đảm bảo trẻ phát triển tốt. Đồng thời thông báo cho các gia đình có trẻ trong độ tuổi về điểm uống vitamin A. Điểm uống đều được bố trí rộng rãi, thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị đủ nhân lực phục vụ tại các bàn đón tiếp, phân loại đối tượng cho trẻ uống vitamin A theo dõi tư vấn. Cùng với chiến dịch bổ sung vitamin A, địa phương triển khai cân đo chiều cao, cân nặng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi sinh sống trên địa bàn. Tiếp cận với các thông tin tuyên truyền, nhận thấy tầm quan trọng bổ sung vitamin A cho trẻ, nhiều gia đình đã phối hợp tốt đưa trẻ đến điểm uống đúng quy định. Các chiến dịch uống vitamin A hàng năm được định kỳ triển khai vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, nên người dân đã nắm được và chủ động cho trẻ uống khi đến thời gian. Chiến dịch diễn ra khá thuận lợi với tỷ lệ trẻ uống bổ sung vitamin A đạt trên 98%. Chiến dịch thuận lợi do trạm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian đảm bảo an toàn. Hoạt động truyền thông được thực hiện rộng khắp qua hệ thống loa phát thanh của xã và mạng lưới cộng tác viên y tế, dân số, trạm y tế quản lý được danh sách trẻ và sản phụ sau sinh. Ngoài việc uống vitamin A đúng lịch, việc tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết về vai trò và di chất dinh dưỡng là rất quan trọng. Việc vệ sinh ăn uống phòng tránh ngộ độc, bổ sung vi chất trong bữa ăn hàng ngày là biện pháp bền vững nhất trong việc phòng ngừa tình trạng thiếu vi chất của trẻ em, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó các diễn biến bất thường giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, theo quan điểm phòng là chính và ở thế chủ động, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự thành phố Châu Đốc yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương và tiếp tục triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc dự báo và thông tin kịp thời tình hình thời tiết để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện, kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ và ba sẵn sàng chủ động phòng tránh đối phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả củng cố tổ chức kiện toàn và phân công nhiệm vụ ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự địa phương Băng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, hướng dẫn người dân các giải pháp để chủ động phòng ngừa khi có mưa kèm theo dòng lốc xoáy, phòng chống dịch bệnh, an toàn trong khai thác thủy sản trong mùa nước nổi nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ để kịp thời giải quyết các tình huống xấu có thể xảy ra. Phòng Kinh tế phối hợp đơn vị liên quan và Quỹ ban Nhân dân các phường xã ra soát, kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nắm lại hiện trạng các phương tiện, trang thiết bị để chủ động trong việc chỉ huy, điều động kịp thời cho công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang, Ủy ban nhân dân các phường xã kiểm tra tình hình bơm tiêu chống úng trên các tiểu dùng, ra soát các đê bao cống bẩn, các dùng sản xuất vụ ba ngoài đê bao bảo đảm ăn chắc vụ hè thu năm 2024 phòng quản lý đô thị chủ trì phối hợp xí nghiệp môi trường đô thị châu đốc và đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi mực nước lũ để kịp thời đóng mở các hố ga chủ động trong công tác chống úng tăng cường kiểm tra sửa chữa các điểm sung yếu cần gia cố không để tình trạng ngập úng cục bộ trong đô thị phối hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực châu đốc đội quản lý trật tự đô thị thành phố và quỹ ban nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường xí nghiệp môi trường đô thị châu đốc và quỹ ban nhân dân các phường xã khảo sát các tỉa mé nhánh đối với những cây ảnh hưởng đến giao thông dễ hè mái nhà đường dây điện đặc biệt đốn hạ những cây có nguy cơ cao ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân các lực lượng công an quân sự biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự trên địa bàn thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu Điện lực Châu Đốc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo cung cấp phục vụ trong sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, thực hiện chặt mé nhánh cây có nguy cơ gãy và khắc phục nhanh tránh xảy ra tình trạng sự cố dây điện trên địa bàn thành phố. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình bão, kịp thời thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thời tiết để người dân có biện pháp chủ động phòng tránh trong mùa mưa. Trạm khí tượng thủy văn Châu Đốc theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phối hợp trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố kịp thời phát tin dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho văn phòng thường trực ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự thành phố, ủy ban nhân dân các phường xã, đồng thời báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố khi có tình huống nguy cấp có thể xảy ra. Phòng lao động thương binh và xã hội thành phố tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại, tham mưu kịp thời các chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trung tâm y tế thành phố kết hợp với hội chữ thập đỏ thành phố củng cố các chốt cứu hộ cứu nạn chuẩn bị phương tiện dụng cụ trang thiết bị y tế tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh và phối hợp xử lý các vấn đề về môi trường thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ chỉ đạo việc cấp cứu nạn nhân phòng chống dịch bệnh trước trong và sau bão Quỹ ban nhân dân các phường xã củng cố kiện toàn ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự phường xã, ra soát đánh giá cụ thể các khu vực, các điểm có nguy cơ, cảnh báo và hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh sơ tán khi có tình huống xấu xảy ra, lồng ghép nhiệm vụ phòng chống thiên tai với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Củng cố đội xung kích, phòng chống thiên tai các phường xã, tổ chức kiểm tra rà soát sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích vật tư, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng kịp thời. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, đề cao cảnh giác, có phương án phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai tác động trong sinh hoạt và sản xuất phối hợp phòng quản lý đô thị, xí nghiệp môi trường đô thị châu đốc và điện lực châu đốc và các đơn vị liên quan khảo sát, phát quang các cây có nguy cơ ngã đổ, tránh xảy ra sự cố ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông trong mùa mưa bão. Kiểm tra các bản hiệu pano, bản quảng cáo có khả năng mất an toàn thuộc phạm vi quản lý nhằm đề phòng mưa dòng lốc xảy ra gây thiệt hại tính mạng và tài sản nhà nước, người dân. Kiểm tra tình hình bơm tiêu chống úng trên các tiểu dụng, ra soát các đề bao cống bẩn, các dụng sản xuất vụ ba ngoài đề bao, bảo đảm ăn chắc vụ hè thu năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết, xin kính chào tạm biệt.